Kính mời đại chúng uh, niệm Phật Nam uh, Mô uh, Bồn uh, Sư Thánh Mô Ni Phật uh, Nam Mô uh, Bồn uh, Sư mô ni Phật ấy, Nam Mô Bồn xưa Thịnh mô Ni Phật <laughs> kính đại chúng hôm nay là chiều thứ tư ngày 29 tháng4 năm 2020 chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học phật pháp à, lớp này cũng được truyền livestream đến cho tất cả quý phật tử cũng cùng được tham dự đại chúng chiều nay có khỏe thưa đại chúng chiều hôm nay phó Hòa cập nhật được cái tin là hiện nay ở canada mình à, dịch bệnh dịch à, tăng lên tới 50.688 ca bệnh riêng tỉnh Alberta mình không á, là 4 ,000. em mình tin mình không là 489 489 người ở Calgary là 305 3520 Thế là bữa nay không là tăng lên 300 mấy ca Ngày hôm nay không 315 ca chúng ta vẫn còn đang chưa có chưa có lệnh mình được sinh hoạt. Và chính phủ Alberta mới báo tin là tất cả những cái sinh hoạt của mình những cái nơi công cộng đó là đều phải hủy và có lẽ là phải về tới mùa thu. Thì những chương trình gì sắp tới của chùa thì Cả quý thầy sẽ họp bàn rồi sẽ thông báo sau. Bây giờ mình tiếp tục học Phật Pháp qua những bài kệ, những bài thi kệ chánh niệm với đề tài là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 12. Mình đang nói về bài kệ nghe chuông. Hai bài kệ này nó không có nằm ở trong kinh đây là hai bài kệ do tổ chế tác xin lỗi bài đúng rồi cái bài kệ đầu tiên là tảo giác thì bài đó có nằm trong kinh hoa nghiêm rồi riêng hai bài này thì bài minh trung và văn trung thì ngài đọc thể thì trong cái, cái quyển tỳ ni này không phải bài nào cũng nằm trong kinh hoa nghiêm phần lớn thôi qua mình đọc tới câu là văn chúa gì văn trung thinh phiền não khinh mình đã được nghe chữ văn phiền não trí tuệ nói rồi bây giờ mình nói tới chữ bồ đề chữ bồ đề là tiếng âm từ tiếng phạn là budi buddhi mình âm là bồ đề dịch nghĩa là giác ngộ bồ đề nghĩa là giác ngộ là tỉnh thức cho nên là mình hay đọc là bồ đề tác đỏ đó là sách Va, là để tượng trưng cho bồ tát chữ bồ tát đó chữ bồ của chữ bồ tát là nó có cái gốc từ cái chữ bồ đề này đó tại vì nguyên thủy cái chữ đó là Bodhisattva là một người tỉnh thức, một người giác ngộ. thì người ta đã lấy cái chữ uh, chữ bồ đề đó người ta ráp với chữ sattva. Bodhisattva mình âm lại là bồ đề tác đỏ và chữ bồ đề là tiếng phạn và dịch nghĩa là giác ngộ. Như vậy thì bất cứ lúc nào chúng ta giác ngộ Thì đó là giây phút chứng được Bồ Đề Hay là các vị thường nói chứng quả Bồ Đề Thì Bồ Đề là cái kết quả Bồ Đề là quả của trí Hôm qua mình nói đó Trí là do mình có cái cái thấy thấu đáo Thấy, thấy được cái lý Thấy được cái lý hiểu được cái sự cái sự gọi là phân tích cho nên gọi là trí tuệ và khi mà chúng ta có được cái trí tuệ đó thì chúng ta liền chứng ngộ được tại sao tại vì cái trí là cái sáng nó soi thì phải thấy nó rõ thôi mà rõ tức là ngộ ngộ là tỉnh thức là bồ đề cho nên khi mà Đức Phật ngồi dưới cái cây đó đó. Nó không phải tên là cây Bồ đề mà cái này là pháp hoài nhắc rất nhiều lần. Để chúng ta đừng có lầm là cái cây nào đó kêu là cây Bồ đề. Cây Bồ đề là một là cái tên để một chữ chỉ là cái tên để chỉ cho cái sự chứng ngộ của mỗi người. Và khi chúng ta ngồi đâu chúng ta giác ngộ thì ngay nơi đó trở thành bồ đề thí dụ cái bài kệ mình ngồi thiền đó ngồi đây ngồi cội bồ đề vững thân chánh niệm không hề lãng sao rồi cái bài tiếng hán là chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước mình ngồi ở đâu mà tâm mình không có bị vướng mắt thì đó là bồ đề tại vì cái câu là tâm vô sở trước cái tâm của mình nó không có cái chỗ để chúng ta dính mắt chúng ta cột vào ví dụ ngày xưa đức phật không ngồi dưới cái cây cái cây tất bát la cái cây pipala đó để mà thành đạo mà đức phật ngồi dưới cây đu đủ thành phật thì bây giờ cây đu đủ đó được tên là cây bồ đề phật ngồi dưới cây xoài cây mít cây gì đó mà chứng đạo bồ đề thành tựu quả giác ngộ thì cây đó là cây bồ đề cho nên bồ đề vốn không cây là vậy đó không có cây nào tức là cây bồ đề hết á ngay cả cái cây bây giờ mà chúng ta đảnh lễ chúng ta gọi là cây bồ đề bản chất nó cũng không phải là cây bồ đề nhưng mà tại vì đức phật đã chứng quả giác ngộ dưới gốc cây đó và để kỷ niệm cho nên chúng ta gọi cây đó là cây bồ đề có một bà cụ bà trồng một cái cây ngày nào bà cũng ra bà đánh lễ gì bà nghĩ cây đó là cây phật ngồi mà ra đánh lễ cái một hôm nọ có một thầy tới thì nói trời ơi bà ơi cây này đâu phải cây bồ đề cây này cây trứng cá bồ đề ở đâu chờ à, trời bà nghe vậy bà đau khổ vô cùng cái bộ hôm bà lên chùa bà thỉnh dịu hòa thượng mới nói con trồng với cây bồ đề mấy chục năm sáng nào con cũng ra con đảnh lễ trơn con nghĩ phật ngồi với cây đó mà bây giờ có một thầy tới nói với con cây đó không phải cây bồ đề con buồn quá mà bây giờ con cũng chưa chắc nữa thôi con thỉnh hòa thượng và thượng quan hỷ về nhà con hòa thượng nhìn thấy cây đó và thượng xác định dùng con coi cây phải là cây bồ đề không thì Hòa Thượng dẫn theo chú đệ tử đi nữa Thì khi mà bước vô gặp cái cây đó Cái Hòa Thượng quỳ xuống Hòa Thượng lại Hòa Thượng nói Ô chúc mừng cho bà Bà trồng đúng cây bồ đề Cái người đệ tử đứng bên gãi đầu Nói trợ thầy mình lẽ giờ Ông cũng già ông lẫn dữ vậy sao Bây giờ tu riết là hết phân biệt được Cây nào là cây bồ đề giống bồ đề rồi Cây trứng cá vậy mà đi nói là cây bồ đề Thôi theo thầy đi ra ra tới khỏi nhà bà cụ rồi người đệ tử mới nói thưa thầy hồi nãy thầy có lộn không thầy có nhầm không cây đó đâu phải là cái bồ đề mà sao mà thầy gọi là cái bồ đề thì người thầy xoay qua hỏi Ủa, bồ đề có cây hả người đệ tử ngộ hồi trưa ăn cơm thầy kể vụ công án mấy đứa nhớ không ừ. công án là vậy đó là những cái chuyện trong đời sống này mà nếu chúng ta chưa vỡ được nó thì tự nhiên nó trở thành ra một công án. Mà một ngày nào đó chúng ta tự nhiên trong cuộc sống này chúng ta vỡ ra được một chuyện gì đó là chúng ta gỡ được một công án. Ví dụ mình đang đau khổ với một người đó, bực bội một lúc nào, cái người đó cũng trong tâm mình hết. Thì người tu công án cũng vậy thôi họ lấy một câu họ nói ai là người niệm phật sống chết dưới câu đó tự nhiên một ngày họ vỡ ra một cái đạo lý gì đó trong cuộc sống giải thoát thì công án nghĩa là mình lấy một câu chuyện một câu gì nó ngắn để làm cái đề mục để làm cái đề mục cho nên trong cuộc sống này mình giác ngộ nhiều lắm mà tại mình không biết thôi gọi là giác ngộ lai rai giác ngộ part time nhiều lắm còn khi nào mình hoàn toàn tỉnh thức giác ngộ thì gọi là giác ngộ hoàn toàn gọi là toàn giác toàn giác nghĩa là chúng ta giác ngộ hoàn toàn với bất cứ mọi hiện tượng mọi cái pháp trên cuộc đời này còn mình khổ đau mình ngộ đó khổ đau mình tỉnh đó cái đó gọi là phần giác chúng ta là phần giác thôi giác từng phần còn phật thì là toàn giác còn đó là mình nói là phần giác ha. Còn có khi lúc nào mình cái trạng thái khi tỉnh khi mê gọi là gì? Hốt giác hốt mê. Khi tỉnh khi mê. Khi cái người đó người ta đối xử không tốt với mình cái mình buồn mình khổ mình tỉnh rồi. Mà họ tới họ ngọt với mình vài câu cái mình siêu lòng trở lại. Cái là mình đi theo cái dòng đó Cho hốt tỉnh hốt mê Như vậy chữ bồ đề là quả của trí nó là kết quả nó là cái result nó là cái, cái 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 kết quả mà do chúng ta tu tập được thí dụ bây giờ cái người đó họ mình tại sao hôm nay mà họ cười được là tại vì họ hiểu rồi ở đời này nó nó cái trạng thái giác mê nó là vậy thôi mê là khi mình không hiểu hiểu rồi thì gọi là giác vậy thôi à khi mình mê là mình không thấy rõ sự thật mà không thấy rõ sự thật cho nên mình mới dày dò mình đau khổ mình tối tâm mà khi mình tỉnh ra rồi thì cái đó gọi là bồ đề là giác ngộ cho nên nhiều khi đang lái xe vậy đó tự nhiên bật nhớ bật hiểu ra một chuyện gì đó hoặc là đang nghe kinh gì đó Hồi đó lúc Pháp Hòa khoảng 10, 10, 16 tuổi, 16, 17 tuổi. Lên trên xe bus đi học mỗi ngày mà. Từ ở chùa Trúc Lâm lên trên phố đi học. Thì bữa đó cầm cái quyển kinh địa tạng lên trên xe bus ngồi đọc. Tự nhiên đọc tới cái chỗ là trong ba cái biển đều là địa ngục. Cái tự nhiên mình, 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 ó mình, oh, mình phát hiện ra, oh, ô ba cái biển đều là địa ngục. Vậy là ba cái biển này là biển của thân, của miệng, của ý. Cái miệng này mà nói tầm bậy cả ngày Thì miệng này là địa ngục Cái ý nghĩ này nghĩ sằng bậy mỗi ngày là là địa ngục Cái thân này làm bậy mỗi ngày thì là địa ngục Mở ra Ngay trên xe bus Thì cái đó là mình Cái cái chỗ giác ngộ đó không phải mình Là cái gì đặc biệt mình hiểu ra một cái vấn đề nào đó Mà hiểu một cách tương tận về sự việc cho nên cái Bồ đề là cái cái quả của sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên tu thiền là cái gì? Tu thiền là tư duy tu, thiền là tư duy tu. Thiền nó không phải là một pháp môn riêng mà đó là một công thức dành chung cho tất cả mọi 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 người tu học. Vì ai muốn tu mà tâm không định tĩnh thì lấy gì tu? Muốn niệm Phật mà không có thiền Không có thiền nghĩa là sự vắng lặng Mà nếu mà mình niệm Phật mà không có sự vắng lặng Thì làm sao mình đạt được cái chỗ Niệm Phật nhất tâm Giống như bây giờ mình nói Trong tất cả các pháp tu Hay là nói chung là các tông phái Các cái 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 tông phái tu Tu Kinh Hoa Nghiêm Tu Kinh Pháp Hoa tu niệm Phật, tu thiền, tu gì đó không biết. Không có giới thì cái cái pháp tu, cái tông đó cũng không phải là Phật giáo. Thí dụ như cái một vị thiền sư có phải giữ giới không? Một vị kinh sư phải giữ giới không? Tất cả mọi tông phái tụ tu, tu, tu pháp nào không biết nhưng cái pháp tu đó, cái tông phái tu đó không thể không có giới luật giới luật làm là nền tảng của đạo Phật và người nào tu theo Phật thì tự nhiên bắt buộc cho nên một Phật tử bước vào đạo căn bản nhất là thọ năm giới tại sao tại vì chính cái đó nó mới bắt đầu thúc liễm mài dũa kỳ rửa một con người cho nên không có một cái tông nào mà không có hành trì luật giới. Cho nên sự sự phân kia thiền, tịnh, mật gì đó chẳng qua là hệ thống hóa tất cả các pháp tu của Đức Phật. Để đưa tất cả mọi cái pháp tu đó đi vào một hệ thống. Rồi ai muốn nghiên cứu cái gì thì nó có cái hệ thống của cái đó. Mọi việc nó rất là đơn giản như vậy Nhưng mà chúng ta không có thấy được cái đó Mình không thấy được Thì là mê Mà mê cho nên mới đi tranh, đi cãi Đi muốn phe tông của mình hơn Thì ra Kết quả tu mà chẳng có bồ đề Mà nếu có Là thêm chữ ân sao là gai Bồ đề gai Vậy lẽ ra là mình phải có Tư duy, có trí tuệ Để mình quán chứ Tại sao Phật lại nói nhiều cách như vậy Há chẳng phải là Phật Tùy cơ mà cho thuốc sao Miễn người nào hết bệnh thôi chứ Có cái thuốc nào Nó để dành nó là hơn đâu Hơn gì khi phải dành Mình là 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 thuốc Cho nên người hiểu được như vậy Cái trí nó sáng Nó soi ra được như vậy Bồ đề Bao nhiêu năm mình dằn vặt mình sống trong khổ đau đó một hôm mình bừng tỉnh rồi cuộc đời này sắc sắc không không chỉ còn lại một tấm lòng với nhau cho nên hiểu được cái chỗ đó rồi thì không còn một cái hệ lụy cũng trả lời một câu hỏi của Phật tử vừa rồi trong kinh đại bác niết bàn kể là khi đức phật mất rồi đó à, nghĩa là lửa chất lên đốt không được phật đốt không được tự nhiên lúc đó lửa tự bước. phật hay là đức phật đưa chân vô ra ngoài cho ngài cái diếp hôn hôn xong rồi ngài rút chân lại rồi quan tài tự bay lên mấy cái hình ảnh đó không có gì hết chỉ là một biểu tượng nói lên cái tự tại giải thoát của một người tu sanh tử không có còn làm mình đau núng khổ nào vậy thôi vậy thì trí tuệ trưởng trí tuệ mà lớn rồi thì tự động bồ đề sẽ sanh trí tuệ là cái nhân tu mà bồ đề là cái quả chứng nhưng mình có tu trí tuệ Thì chứng được quả bồ đề Là sự giác ngộ à Mà bây giờ trí tuệ làm sao mà có Nếu mà phiền não mình không khinh Không nhẹ Thấy không? Cho nên phiền não khinh là nhân Mà trí tuệ là quả Mà trí tuệ là nhân là bồ đề là quả Cho nên hễ mà Cho nên trong kinh mới nói Cái này sanh là cái kia sanh Cái này diệt là cái kia diệt Mình có ngồi yên là có sự vắng lặng Mình à, à, Tiểu tu là tiểu ngộ Đại tu là đại ngộ Vô tu là vô chứng Mình không có tu thì Mình không có Không có thực tập thì chẳng được gì Mà có thực tập dù ít dù nhiều gì Cũng có kết quả Ví dụ như bây giờ 300 người nghe thì có những vị nghe mà không hiểu Có những người nghe hiểu Và có những người hiểu xa hơn cái họ nghe nữa Tại vì sao? Tại vì trong chúng sanh căn cơ mỗi người mỗi khác hết Đại căn à, gọi là gì đó Người đó là lợi lợi căn Chứ không phải là độn căn Hay là trung căn Hay là hạ căn hay thượng căn Tùy theo mỗi căn cơ mà người ta thấm vô ngày mai đây đó mình lên tây thiên mình sẽ tụng kinh pháp hoa và cái phẩm của ngày mai là phẩm thứ năm phẩm dược thảo dụ dược thảo dụ nghĩa là cái ví dụ về những cây cỏ cây cỏ thuốc cây lớn thì hút nước nhiều cây trung thì hút nước vừa mà cây nhỏ thì hút nước ít nhưng mà mưa một trận xuống là giống nhau hết mưa không có thiên vị nhưng mà rút được bao nhiêu nước là tùy theo mỗi loại cây Phật Pháp cũng vậy Phật Pháp như là trận mưa Phật Pháp như ánh nắng soi xuống không phân biệt Nhưng mà hệ cái gốc kia nó bị cái lá nó che Thì nắng nó không xuống được tới đó Cũng thế thôi Chân lý nó soi trùm Nhưng mà người nào che lấp chân tâm không muốn hiểu chân lý thì nó là như vậy Cũng giống như người ta nói, anh phải ngồi xuống anh nghe tôi giải thích thôi, đến đi tôi không muốn nghe gì nữa hết. Thì làm sao họ hiểu được cái vấn đề giữa hai người với nhau? Còn nếu mà nói anh hiểu lầm tôi rồi, anh phải ngồi anh nghe tôi nói, rồi tôi ngồi đây tôi nghe nè, anh nói tôi nghe đi. Thì nó khác. Còn người ta mới vừa định nói cho mình nghe, Nín đi tôi không muốn nghe nữa. Bây giờ anh nói gì tôi cũng không tin hết á thì mình ngăn cái đó lại thì người ta không có cơ hội người ta nói thì mình ngăn cái đó lại thì mãi mãi mình không hiểu cho nên nắng soi xuống cho đều nhưng mà ở chỗ nào có cái phủ cái che thì không thể ánh sáng nó vào đó được mà ánh sáng không vào được thì tối tăm mà tối tăm thì gọi là địa ngục rồi bây giờ mình nói tới chữ địa ngục theo nghĩa thường của địa ngục là gì là dưới lòng đất tượng trưng cho một sự sâu thẳm thí dụ như bây giờ mình nói là địa ngục có dưới lòng đất không người ta người ta người ta khoan sâu quá chừng mà mà sao vẫn chưa thấy địa ngục thưa đại chúng cái khoan mà để chúng ta sâu xuống bao nhiêu thước để mà cất nhà xây nhà gì đó nó cũng chưa có phải là quá sâu đâu vậy thì cũng phải cũng phải hiểu là nó chưa tới rồi chứ không phải nó không có nếu mà nói về cái mặt mà gọi là địa ngục có không có ở dưới lòng đất không có tận cùng cái chỗ tiếng phạn gọi là nê lê nê lê cũng được nhớ cái bài tụng uh, buổi sáng mình tụng cái bài uh, sám quy mạng không bài tiếng hán á nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung hoặc phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh hòa thượng dịch lại là những nơi khổ thú trầm luân cũng đều chiếu diệu hiện thân tốt lành chỉ cần thấy à, à, thấy dạng nghe danh muôn loài khổ lụy ngục hình đớn đau đó là cái lời dịch của cái câu tiếng hán là nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung hoặc phóng đại quang minh hoặc hiện chư thần biến kỳ hữu kiến ngã tướng nải chí văn ngã danh giai phát bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ chữ nê lê là tiếng phạn và chúng ta dịch là địa ngục nhưng mà nói chữ địa ngục người ta cũng chưa hiểu địa ngục là gì đơn giản ta hiểu địa ngục là ở đâu ở dưới lòng đất nhưng mà thật sự theo cái tinh thần của đạo phật có sáu nghĩa nghĩa thứ nhất là khổ cụ khổ cụ khổ cụ là gì là đầy đủ các thứ khổ thứ hai khổ cụ thứ hai là khả yểm Khả yểm là gì? Đáng sợ, đáng chán No fun Khổ cụ Khả yểm Bất lạc Là nghĩa thứ ba bất lạc là không có vui là ba nghĩa thôi phải không nghĩa thứ tư là khổ khí khổ khí là gì đầy đủ những cái khí cụ để làm khổ nhau full of ways to suffer each other mà đúng vậy đó giận nhau là cái chén liệm cũng được cái dĩa liệm cũng được đang mang đôi guốc đôi giày cao gót vậy mà giận lên là giác cái đôi giày cao gót liền cái người đó nó khổ khí chứ gì nữa bốn nghĩa rồi phải không nghĩa thứ năm là hữu hữu là có nghĩa thứ sáu là vô vô là không đó là sáu nghĩa của địa ngục khổ cụ khả yểm bất lạc khổ khí hữu vô khổ cụ là phải chữ khổ cụ không đầy đủ những cái thứ khổ mà đúng như vậy đó thôi giờ mình chưa xuống dưới kia mình chưa biết giờ mình nói địa ngục địa ngục mình đã thấy rồi nè đủ các thứ khổ khổ con khổ cha khổ mẹ hễ mà đứa con mà nó lì nó nghịch thì cha mẹ chỉ mong trời ơi nó chịu khó nghe lời có một chút con cũng vui rồi mà có những đứa nó ngoan nó chịu học hành thì cha mẹ có nhiều cái expect hơn có nhiều cái gọi là đặc để hơn đứa nhỏ đó cho nên thành thử ra đúng là mình làm khổ nhau đủ kiểu có đứa nó chưa một giây phút nó biết làm cho cha mẹ vui có đứa thì cố gắng làm cho cha mẹ vui bằng mọi cách mà cha mẹ vẫn không vui có người làm rất nhiều chuyện cho người thân mà người thân vẫn không hạnh phúc rồi có những người người ta làm khổ người thân họ quá trời họ chỉ mong người đó tỉnh một chút nào để cho họ đỡ khổ thôi cũng không có thành thử ra đủ kiểu khổ là khổ cụ khả yểm là đáng sợ đáng chán bất lạc là không vui khổ khí là khi mà mình mình tức nhau mình giận nhau rồi thì cái gì nó cũng thành ra vũ khí để là để làm khổ nhau hết có đôi khi không có gì hết phải không? cái miệng chửi nói một câu nghe cho nó đau chơi vậy bây giờ là phương tiện chửi nhau nó cũng nhiều lắm nhắn tin cũng có facebook cũng có uh, gửi private chat cũng có rồi gì nữa làm ra những cái youtube để hại nhau cũng có photoshop hình ảnh để mà triệt hạ uy tín cũng có gửi email chửi cũng có đăng báo nói xấu cũng có rất là nhiều cái gọi là khổ khí Rồi hữu là gì? Hữu là có mà có với ai? Có với những người khổ đau với nó. Phá quà ví dụ bây giờ ở trong Edmonton mình á, có nhà tù không? Nhưng mà mình có biết nằm đâu ở đâu đâu? Tại vì sao? Tại vì mình không có làm gì tội lỗi để mà học phải bị bắt vô tới đó hết á. Nhưng mà đối với mấy cái anh mà <laughs> đi đi ăn trộm hoặc có không? Có, mà anh biết rành lắm Ở chỗ nào nữa Hỏi tới mấy ảnh, mấy ảnh chỉ hai ba cái luôn Còn mình không Cho nên có là có Với người tương đồng với địa ngục Không là không với những người Không có tâm địa ngục If it yes Then yes with the one who Match with it If it no, then the one with You did not do anything You did not match Ví dụ như um, chính phủ Canada Cho người ngàn hai Phần lớn ai cũng có hết Mình có không? Mình không có Mình không có match Với những cái chương trình mà Hợp với chính phủ cho nên Mấy vị khoe ai cũng có ngàn hai Mấy thầy cũng ai có hết Vậy thì ngàn hai có không? Có Có với quý vị thôi Còn các thầy cũng có thì mình nói ví dụ vậy đó rồi bây giờ mình nói nữa nè trong kinh địa tạng nói á thánh nữ hỏi quỷ vương vô độc địa ngục có thật không bây giờ có nay tôi làm sao để tới được địa ngục đó vô độc đáp rằng có hai người có thể tới một là người tội hai là người có năng lực ngoài hai điều này ra chắc không thể nào tới đó được rõ ràng không ai có tội mới biết địa ngục ở đâu còn thứ hai người có người nào mà có thể vô đó được những người có năng lực có power có quyền thí dụ như là à, mình là một người cai ngục mình là một người boss mình là cảnh sát mình là những người làm việc trong ngục mình mới vô đó được vậy thì đối với cái khổ địa ngục á, một là người tội còn không là bồ tát do nguyện lực mà vào đó còn Bồ Tát không có nguyện cũng không có vô nữa. Phải có nguyện mới vô đó được. Phải có nguyện chút xíu nữa nè, chút xíu nữa mình mới nói cái chuyện đó. Mình không nguyện sao tới? Cho nên tu mà không có nguyện thì không có việc gì nó xong. Đơn giản như là mình ăn chay mà không phát nguyện dù ăn một ngày cũng nguyện đi con nguyện ăn chay tháng một ngày còn còn nói thôi 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 không nguyện đâu nguyện tội lắm nguyện không ăn tội thôi để kệ đi tùy duyên suốt ba chục năm rồi mà chưa thấy ăn bữa nào hết tại vì có nguyện đâu án chồng mình nguyện là tôi nguyện ăn chay mỗi tháng nhất định sẽ kiếm cách một ngày đã ăn chay ví dụ như có một phật tử nguyện á là qua được tới bên này sau khi ở trại tị nạn rồi ăn chay một tháng mà bây giờ qua đây mấy chục năm rồi sắm được mấy cái nhà rồi nuôi con khôn lớn rồi tiền dư rủng rỉnh rồi mà vẫn chưa có chai ngày nào rồi cuối cùng nó phải quà mới nói thôi bây giờ nguyện đi mình có nguyện vậy phải không mình có quịch phật cũng nói gì đâu nhưng mà tự lòng mình khó chịu lắm mình có cái cảm giác như mình lừa Phật vậy đó Thôi một tháng ăn ngày được không? Một tháng ăn ngày Ăn ba chục tháng thì cũng được, được, được Coi như trả đủ một tháng Một tháng ăn một ngày mà ăn ba chục tháng Thì là coi như đủ một tháng Mình hứa Cái quan trọng là Chúng ta có muốn làm cái nguyện của mình không? Mà khi mình nguyện Mình làm rồi không có khổ Cho nên ngày địa tạng không có khổ Mình ở ngoài Mình đóng ruột thôi giống như giống như là giống như là 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 gì đó à, các vị thắc mắc gì đó ngài địa tạng đã đưa họ ra rồi mà sao họ còn vô đó lại phật mới nói tại chúng sanh can cường phẩm thứ nhất đó, chúng sanh can cường phải làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui pháp khổ là gì là là sanh già bệnh chết là cầu muốn không được là thù ghét mà gặp còn pháp vui là gì là bát chánh đạo là 37 phẩm trợ đạo khổ thì có chứ nhưng mà có có thuốc chữa cho nên đạo phật để làm gì cứu khổ ban vui mà trước khi anh muốn vui anh phải hiểu khổ tại vì anh không hiểu khổ anh không cam tâm anh không cam tâm lìa khổ cho nên người nào mà hồi nhỏ lớn lên mà nghe à, thôi đừng có có vợ đừng có chồng đuổi đâu có chịu nghe đâu hồi xưa ai cấm duyên bà bây giờ bà giờ là phải nhào vô cái đá rồi xong rồi bắt đầu nó trời ơi biết vậy <laughs> phải bây giờ mà cho con trở ngược lại con quyết định là con sẽ quyết định không mà hồi xưa ta chịu không là không chịu cho nên rõ ràng đời sống con người chúng ta còn sống sờ sờ đây nhưng mà chúng ta đã 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 kinh nghiệm đã nếm được cái mùi của hai chữ địa ngục rồi đó lại nữa địa là đáy cái đáy tức là cái 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 very bottom trong muôn vật thì ở dưới rốt cùng hiểu không nó tận cùng ở dưới ngục là một cuộc giam là giam buộc người tội không được vui nên gọi là cột là cuộc à, giải thích thêm hai chữ địa ngục khi mà mình sống trong một cái chỗ sâu thẳm Tận cùng Gọi là địa Rồi cột mình lại Trói mình lại gọi là giam Là ngục Có không? Nhiều khi tự mình cột mình, mình mình, mình mình dướng một cái chuyện đó Mà đôi khi người ta chẳng chọc ghẹo gì mình tự nhiên mình thấy ngứa mắt chướng cái tay mình cứ phải phiền não với người ta người ta đâu có làm gì mình thì tự mình lại tạo nên một cái địa ngục cho chính mình gọi là không có nghĩa là trong ngục đó không có nghĩa lợi chi cả chánh gọi là nại à, nại lạc ca cái có một cái nó có một cái tên nữa là nại lạc ca mà nại lạc ca là tiếng là cái chữ phiên âm từ tiếng phạn là naraka. Naraka. N A R A K A. Naraka. Naraka âm là nại lạc ca. Nghĩa là gì? Nghĩa là không không có sự tự do. thí dụ như những người mà người ta bị bị bắt ở trong tù đi họ có tự do không? đâu có được tự do họ đâu có phải muốn đi giờ nào đi muốn ra giờ nào ra đâu no freedom nói đúng ra là mình không có được cái tâm tự tại ví dụ trong mấy ngày này nè mình nó không được ra khỏi đường phải ở nhà nhưng mà nếu người nào không chấp nhận bực bội vô ra rất là khó chịu đó chừng đó có ít nhiều kinh nghiệm của của nại lạc ca rồi đó. mắc cái chi mà mình phải không phải khổ như vậy mình cứ tự tại đi chứ bây giờ mình có bực bội ai nghe rồi mình vun vẩy mình, mình khổ rồi cũng thôi Thì người nhà mình chịu Cho nên uh, hôm nay họ cũng nói đó Cái vụ này là có rất nhiều Những cái chuyện đánh uh, Gây gỗ, rồi violence Rồi abuse gì tùm lum trong nhà Tại vì đi ra đi vô Gặp nhau hoài chán quá Bực bội, khó chịu vô cùng Cho nên uh, nhờ cái chương trình uh, Các nơi, các chùa Không phải riêng một chùa các nhà thờ các chùa tổ chức những chương trình để cho các tín đồ của mình đi theo những chương trình đó để đưa họ ra khỏi cái phạm vi không có tự tại đó đi liberation liberate cho ngay trong cái cảnh ràng buộc mà chúng ta vẫn thoải mái được cái đó mới gọi là tự tại có những người đệ tử tới gặp thầy xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát. Người thầy hỏi ai trói ông? Ai cột ông? Nó dạ đâu ai trói con. Vậy thì cần chi phải giải thoát? If no one tied you, then why you ask for release or liberation? You are free, but you never know that you are free cho người mình khổ là khổ cái chỗ là chúng ta có mà không biết cho nên trong cái bài tụng đó chỗ của Phật ở được gọi là thường tịch quan thường là gì thường là không có ngưng lúc nào cũng có tịch là vắng lặng quan là ánh sáng cái chỗ mà chúng ta sống đó nó vắng lặng mà nó vẫn hằng soi cái đó gọi là gì? Tịch mà chiếu Thí dụ mình ở trong bóng tối Nhưng tâm mình không tối Cho nên đâu có sợ ma Còn người mà sợ ma Ở một mình vẫn sợ Có những người ta không sợ ma Giờ tắt hết đèn đi Ta ngồi đây ta vẫn bình thường Tự do thoải mái Tịch mà thường chiếu Tại vì cái tâm nó chiếu sáng rồi Thì có gì phải sợ Chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quán Vì thế Chúng ta là những người không biết cái đó Cho nên trong trí bồ đề Mà thấy không thanh tịnh Trong cảnh giải thoát Mà sanh ràng buộc Nay mới tỏ ngộ Nay mới ăn năn Phụng đối trước A-di-đà Thế tôn mà phát lồ sám hội Nhớ mấy cái câu đó không? Cho nên phải biết mình ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc còn khi nào mà mình lìa được cái đó thì mình không còn bị chói <laughs> chánh gọi là nại, ca, nại lạc ca trong luận bà sa dịch nói là chỗ không tự tại nghĩa là người tội ấy bị ngục tốt ngục tốt tức là cái người canh ngục đó. ngục tốt là the, 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 uh, cái người mà người ta coi chừng ngục look after cái 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 heo địa ngục là tên chung hầm lửa là chỉ lìa địa ngục ly địa ngục xuất hỏa khanh hỏa khanh là gì hỏa khanh là cái hầm cái hầm lửa cái cái đồ the, 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 the fire vậy là cái địa ngục đó đó cái địa ngục là tên chung nhưng mà trong cái địa ngục đó có nhiều loại ngục khác nhau có ngục lạnh có ngục nóng có ngục đốt có ngục đập có ngục chiên thí dụ khổ là tên chung nhưng mà khổ nó có nhiều loại khổ có người khổ con có người khổ chồng có người khổ cháu có người khổ anh có người khổ cha khổ mẹ thì cũng thế địa ngục là tên chung còn hỏa khanh là tên riêng của mỗi ngục có những người á về tới nhà là không ai ngó tới ai hết đó là địa ngục hàng băng còn gặp nhau là phần phần lửa gây gỗ um sùm là địa ngục của nóng bức. Cho nên địa ngục nó nó là tên chung còn tùy theo mỗi cái cái nghiệp cảm, cái chiêu, cái chiêu cảm của chúng sanh. Ở trong kinh Địa Tạng cái phẩm thứ ba đó. Quán chúng sanh nghiệp duyên Là thấy được mỗi cái nghiệp duyên của chúng sanh tùy theo cái nghiệp của họ mà nó chiêu cảm cho nên đọc kinh địa tạng á lấy con mắt đọc cái miệng đọc mà lấy trái tim ra đọc mới thấy kinh địa tạng nó ngay trong đời sống này nó là mỗi con người của chúng ta nó là mỗi cái hoàn cảnh sống của chúng ta Ví dụ trong kinh đó ngục lớn có 500 chỗ Ngục nhỏ có 18 chỗ Má nhớ mấy câu đó không? Cho nên địa ngục là tên chung Rồi tùy Tại sao mà 18 chỗ là cái gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Sắc thanh hương vị xúc pháp Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Hễ mình dính cái nào là mình khổ cái đó Nó thành địa ngục cho đó Pháp Hòa ví dụ á Mình không thích cái đó đừng nhìn Không thích nó đừng nghe Nghe chi đó đâu khổ đau rồi phiền não Thế là tự mình Mình thể mình, mình mình nghe Rồi mình mình nghe xong rồi mình chưa Mình lấy cái phân biệt của mình Phân tích Có nhiều khi người ta đâu có nói cái ý đó người ta không hề có ý đó nhưng mà tại mình mình nghĩ mình quá thông minh đi, mình phải mình phải phân tích chi tiết những cái lời của người ta để rồi khổ đạo. Ví dụ như bây giờ một lời kinh này mình phân tích chi tiết để mình học thì nó khác ạ à? Tại sao vì mình phân tích bằng cái tuệ cái trí cho bồ đề nó sanh, còn mình phân tích bằng cái tối tâm địa ngục của mình thì gì nó sanh? Quả ngục nó sanh. có nhiều khi người ta nói, ta nói một câu trời, ơi, nó nói móc chị mà chị cũng cũng ngồi tỉnh bơ vậy. Mình đốt một ngọn lửa, mình dẫn ta tới cửa. Cho nên tùy theo rồi mình 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 làm khổ nhau bằng cách nào, mình dùng cái khí cụ nào để làm khổ nhau. trong phẩm thứ năm thấy không những khí cụ để hành hình tội nhân bằng sắt bằng sắt bằng dao các loại khí cụ nay tôi nương sức oai thần của phật và bồ tát mà nói tại sao không nói khơi khơi tại sao tôi phải nói bằng oai thần của phật với bồ tát Tại vì tôi nói bằng oai thần của Phật, bằng oai thần của Bồ Tát nghĩa là tôi nói cho các vị nghe cái cảnh khổ đó bằng cái tấm lòng của tôi tôi nói chứ tôi không có mang cái ý hù dọa. Nói mà nói bằng lòng từ bi chứ không phải nói bằng cái khác. Tôi mà được lên tới địa ngục này cũng là tới, tới cửa thiên đường này cũng là nương oai thần của Phật đó. Thí dụ như mấy ngày nay mình tu tập và là mình nương oai thần của nhau. Thí dụ bây giờ mình mở cái là các Phật tử khắp nơi. Các vị nương, các vị biết Pháp Hòa, các vị nương oai thần của Pháp Hòa. Tại vì Pháp Hòa mở cái chương trình này. Rồi Pháp Hòa phải nương oai thần của các thầy, các cô trong chùa này. Tại vì các vị không có giúp thì làm sao mình làm được. Rồi có những Phật tử ta vô ta không biết cái gì hết trơn Những Phật tử nào ta nghe chung đó ta thấy được Ta ta chỉ dẫn à, mở kinh trang số đó đó Chị Pháp Hòa cho mấy thầy cho và đọc có nhiều vị nói ố sao tôi không nghe có, Đọc có người nói chị phải đi ra rồi chị đi vô lại đi chị nghe rõ lắm Vân vân Vậy có phải là nương oai thần của nhau không? Nay tôi nương quay thần của các vị mà có mặt ở chốn đạo tràng này. Và mấy ngày nay á Cái tâm của tất cả chúng ta hướng về Hướng về một chỗ một nơi Cho nên Phật rằng địa tạng đến thiên đường Tâm địa ngục hết rồi Tâm buồn phiền Tâm khó chịu hết rồi Bữa nay mấy cái tâm cả mà cả tháng nay Tất cả tâm đã khởi phát Muốn về thiên đường hết Nghĩa là hướng về cái chỗ thánh thiện hết còn nếu mà không có mở cái thiên đường này á Thì mỗi người đi mỗi hướng Tùy Có nhiều người rảnh quá chơi game Buồn quá không biết làm gì Có thể là mở ra một chơi Chơi đánh cờ trên casino Trên phone Đã tiền không có rồi còn bị hao hụt Do cờ bạc Vân vân Phật rằng địa tạng đến thiên đường Ồ chư Phật ba đời đồng Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng Chúng ta mười phương hết Trong giờ phút này Mười phương đang có mặt ở cái chỗ này Mình không phải là mình Mình khen mình đem một cái ví dụ Để cho đại chúng cụ thể thấy Những cái hình ảnh của sự tu tập Hình ảnh của sự chuyển tâm Cho nên thí dụ như khi nào mình biết là mình ngủ Mình không có chim bao Hoặc là mình chim bao Mình bớt thấy cảnh tầm bậy tầm bạ Vậy là biết tâm mình bắt đầu có sự yên lắng rồi đó Cho nên tối đi ngủ đừng có coi phim ma Đừng có coi phim bạo động Tại vì khi mình ngủ Trước khi ngủ mình còn đưa một mớ Những cái hình ảnh đó vô Thì làm sao mà có Nói chờ, Tối đi ngủ mà cứ thấy giác giao rượt người khác Là tại vì trước khi đi ngủ Còn coi phim bảo động Xã hội đen bắn chém Thì làm sao mà mình không đưa Mấy cái đó vô trong cái tàn thức mình được Ly địa ngục xuất hỏa khăn Mười phương tròn sáng Gọi là thành Phật vậy thì cái sự tròn sáng của chúng ta cái sự sáng suốt viên mãn đâu phải một nơi một chốn đâu khắp nơi đông tây nam bắc đông bắc tây bắc đông nam tây nam phương trên phương dưới phương nào mình sống cũng đều có an lạc hết không phải về tới chùa trúc lâm an lạc hay là không phải đi tới một cái thiền viện nào đó mới an lạc bất cứ khi tâm mình đã hiểu rồi đã thẩm thấu được rồi đó bây giờ mấy ngày nay nè xăng thì rẻ mà xe thì rảnh cũng có được đi đâu thì thôi ở đâu ở yên đó tự tại với chỗ đó tâm mình tròn sáng khắp mười phương mười phương tròn sáng gọi là thành phật Vậy thì đại chúng nhớ thành Phật không phải là phóng hào quang Nhớ nha Thành Phật không phải là khi nào mình phóng hào quang Mình bay được giữa không, không, không gian này Mình đi được, mình ngồi trên bông sen Mới kêu là thành Phật không phải vậy Thành Phật của Đạo Phật không phải là Một ngày nào đó mình có một cái gì đặc biệt Thi thố những cái hào quang đó Mà thành Phật đây là gì? Nghĩa là chúng ta sáng rõ cái tâm của mình You fully aware You fully mindful Thì cái, cái mười phương tròn sáng đó lúc nào mình ở đâu Cái tuệ giác mình nó tròn sáng như vậy Nghĩa là bất cứ giây phút nào Mình sống ở đâu Mình cũng có an lạc hết Thành Phật Được gọi hai món thù thắng Nên gọi là độ chúng sanh nè Nguyện thành Phật Độ chúng sanh Thành Phật là thành gì Nãy nói rồi phải không Độ chúng sanh là sao? Khi tâm mình đủ hai món thù thắng Hai món thù thắng là gì? Một là từ lực Hai là bi nguyện Từ lực và bi nguyện Nói nói tôn là từ bi Nhưng mà từ thì là từ lực Còn bi là phải bi nguyện Tại sao? Tại sao gọi là từ lực? Tại vì cái tâm của mình nó hợp với tâm của Phật, gọi là từ lực. Các vị hay giải thích là ở trên đó là mình match được với Phật, còn ở dưới là mình match được với chúng sanh. Bây giờ pháp hòa ví dụ vậy nè. ví dụ như mình mình có cái lòng từ tương đồng với Phật dạy mình nhưng bây giờ mình làm gì nữa? Mình cũng thấm thẩm thấu được cái khổ của chúng sanh, cho nên nhờ mình trên mình match được với Phật dưới này là mình match được với cái khổ của chúng sanh, cho nên mình đem cái 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 ánh sáng của Phật tới với chúng sanh nó dễ, tại mình hiểu họ cần gì anh không hiểu chúng sanh cần cái gì thì làm sao anh cho họ được cái gì họ đang cần. Mà nếu mình cho họ mà mình không có, không có nương vào cái từ bi thì không thể làm được. Thôi giờ nói gần nữa nè. Rất nhiều các Phật tử suốt thời gian qua đây là phong mà nói riêng trong phạm vi những phật tử thì mà mình biết thôi nhà chứ còn dĩ nhiên là có rất nhiều người làm việc đó nhưng mà đây là mình nói với những người mình biết thôi mình nghe mình biết thôi lòng từ bi thương xót rất là nhiều nhưng mà cũng đồng thời cũng đang hiểu được rằng hiện tại mọi người xung quanh đang cần cái gì họ cần khẩu trang họ cần thuốc rửa họ cần bao tay cho nên các vị bằng mọi cách đi mua vải đi làm tất cả để mà đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại cho mọi người đó 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 là đó là từ lực và bi nguyện không có cái lực làm sao làm không có cái nguyện làm sao thực hiện lực là sức mạnh nhờ cái sức mạnh của tình thương cho nên mình thể hiện được cái điều đó bằng cả tấm lòng của chúng ta If you have no power of love, you never done your best. Cuộc đời là nó vậy thôi. Và đó chính là hai món thù thắng mà đối với một vị Phật. Một tiếng chuông à, một một khi nghe tiếng chuông mà liền sanh tâm chánh niệm cho nên phiền não nhẹ ít mà trí tuệ thêm lớn, tức là chuyển hướng mê lầm thành trí đức nên gọi là bồ đề sanh. Mình chuyển, tu là mình chuyển thôi. Cho nên các vị hay nói cái từ là tu là chuyển nghiệp đó. Ai trong chúng ta cũng có nghiệp hết á. Nghiệp là gì? Là có thói quen. Nghiệp là có thói quen. Nhưng nếu mình sống với cái thói quen đó, đó Là mình sống với cái dày đặc của địa ngục Cứ ngày làm chút Làm ngày chút làm riết Nó thành ra một cái Một cái strong habit Một cái strong negative habit Thì cái đó là địa ngục Rồi bây giờ mình tu Mình biết phải không Mỗi ngày chùi cái chùi, cái chùi riết Nó phải chuyển thôi Pháp Hòa hay đưa cái ví dụ đó hay kể đó ở bên ở bên Nga Mi Sơn chỗ núi Nga Mi Sơn bên Trung Quốc đó, có một cái tượng ngài phổ hiền bằng vàng đẹp lắm cao lắm mà vì nó là một khối đồng rồi người ta mới sơn phết lên mà cái con voi mà ngài phổ hiền cởi đó ngài ngồi tuốt ở trên mà con voi mà ngài cởi là nó bằng với cái đầu của người mình cho nên ai mà đi ngang ngày á xá ngày rồi là đều lấy cái tay rờ được cái mông của con voi người nào đi ngang cũng khều nó ăn cái vậy mà bây giờ quý vị đi qua bên đó quý vị coi cái mông của nó đó chỗ nào cũng đẹp nó chỉ có hai cái mông nó sáng choáng một cái lớp đồng này lớp đồng đồng mà đồng sáng luôn đó. lần đó đi ngang chỗ đó và mới chỉ cho mấy phật tử mà nó đây nè đó nhìn cái hình này là mình cũng giống như mình hiểu được cái người tu mình vậy đó ở trong mình là một lớp vàng. Nhưng mà tại vì mình không biết cho nên mình để bao nhiêu cái lớp khác nó phủ lên. Bây giờ chịu khó mỗi ngày quẹt một cái. Quẹt riết thì bao nhiêu lớp ở ngoài này nó cũng phải tróc để nó hiển lên cái lớp vàng đó. Mình tu cũng vậy. Cho nên tu là chuyển, nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen đừng có nói rằng tôi thói quen tôi vậy tôi không đổi được không đổi được hết á nếu mình muốn người ta ghiền cờ bạc người ta ghiền xì ke ma túy người ta ghiền thuốc ghiền trầu ghiền cà phê cái gì người ta ghiền cũng có ghiền hết và người ta muốn chuyển là người ta sẽ chuyển được quan trọng là gì trí có sanh không để nghiệp nó chuyển trí mà sanh thì Nghiệp chuyển mà nghiệp chuyển thì gọi là gì? Bồ đề sanh, giác ngộ có Vậy thì chữ ly là gì? Ly địa ngục, ly là gì? Là lìa Ly là lìa Mà lìa nghĩa là gì? Là mình thoát ra được nó Vậy thôi Mà trong đạo Phật Dùng cái chữ giải thoát Giải là mở Untied Thoát là mình liberate Mình ra khỏi cái chỗ đó Rồi là giải thoát Lìa là giải Ra là thoát Tức là chuyển khổ chướng của địa ngục hầm lửa Mà thành giải thoát đức Cái chỗ này là phải ngày mai mới nói được Tại vì nói nữa là nó sẽ lố giờ Mà không hết ý Thôi mình tạm dừng ở đây Cảm ơn đại chúng Bây giờ mình hồi hướng đi tụng kinh Vậy là bữa nay vẫn chưa xong bài kệ này ha Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành